Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở chương trình tại kênh YouTube chính thức của Ruco International Clinic. Hôm nay thì Ruco sẽ tiếp tục gửi đến tất cả các khán giả đang xem chương trình về một bệnh lý da nữa. Thì trường hợp này thì thường sẽ xảy ra với tất cả các khách hàng ở mọi lứa tuổi luôn nha mọi người. Đó chính là trường hợp da bị tàn nhang. Đó là trường hợp một khách hàng mà rất là cảm ơn bạn khi mà bạn có thể chấp nhận chia sẻ cái bệnh lý về da của mình đến với tất cả các khán giả của chương trình. Đó chính là bạn Gia Hân. Mọi người có thể nhìn thấy Gia Hân là một nhân viên làm việc trong ngân hàng, và bạn còn trẻ tuổi thôi, chứ cũng chưa trên 30 nha. Hình như là Gia Hân mới 26 tuổi. Thì mọi người cũng thấy là tình trạng da của Gia Hân bắt đầu xuất hiện là lỗ chân lông to nè, dầu nhiều nè, và đặc biệt mà cái làm cho Gia Hân cảm thấy khó chịu nhất đó chính là tàn nhang hai bên má của cô nàng. Thì hôm nay Hân đã tìm hiểu và rất là suy nghĩ, Hân mới lựa chọn thương hiệu Ruco để mà sử dụng những cái phương pháp công nghệ tại Ruco. Mong muốn của Hân đó chính là xóa tan những cái đốm tàn nhang ngay tức thì trên hai bánh má và cải thiện được cái bề mặt da ở bên trên. Và bây giờ thì mọi người có thể nhìn thấy luôn là sự khác biệt của Hân sau khi mà Hân đã làm xong hai buổi Detox Laser Extra. Nói tên luôn với mọi người, đó là một công nghệ laser của Hoa Kỳ để bắn bong tàn nhang ngay tức thì nhé. Thì nó khác biệt như thế nào, và sau đó thì Hân còn được trẻ hóa với đầu Focus của Picosure, và liệu trình này mang tên là Ruco Triple Wide, một liệu trình hoàn toàn mới đến từ Hoa Kỳ tại Ruco luôn. Thì đó, mọi người thấy là phải nói là một sự cải thiện rất rất là ngoạn mục. Và một tí xíu thôi thì Trâm cũng sẽ được gặp bạn Hân trực tiếp, tại vì Hân hôm nay là cũng đến lịch đến thăm khám cùng với bác sĩ Ruco. Thì sẽ show thêm cho mọi người thấy về làn da thực tế của Hân ngày hôm nay sẽ như thế nào, nhìn thấy toàn cảnh Hân đã điều trị như thế nào tại Ruco, và kết quả của Hân sẽ ra sao thì sẽ show hết cho tất cả các khán giả của chương trình của chúng ta được thấy. Và Trâm cũng sẽ gặp Hân một chút, tại vì hôm nay Hân có lịch hẹn đến tái khám tại Ruco, thì cũng xin phép Hân luôn là được gặp Hân một tí xíu để mà coi lại da của Hân, và cũng sẽ show thực tế cho tất cả các khán giả của chúng ta coi. Mọi người đợi một tí xíu nhé. Xin chào mọi người, mình là Gia Hân. Thì hiện tại mình đang là một nhân viên ngân hàng. Thì mình chuẩn bị là về quê để ra mắt gia đình và bạn trai. Nhưng mà bản thân mình thì lại không có tự tin với gương mặt, bởi vì da của mình nó không có được đẹp lắm. Và mình là một người rất là nghiện cái make up. Và sau khi mà mình make up thì da của mình nó đẹp hơn, nhưng mà đến khi mà mình tẩy trang á, mình cảm thấy là da của mình nó xấu đi và mặt mộc của mình rất là tệ, làm cho bản thân của mình không có được tự tin, cũng như là tàn nhang trên mặt rất là nhiều nữa. Và mình tình cờ thì mình đã lướt Facebook và mình gặp được là chị Minh Hằng làm đẹp tại Ruco, và mình đã tìm hiểu, và sau khi tìm hiểu thì mình đến đây để được tư vấn cũng như là được điều trị. Thì mình hy vọng là sau khi điều trị thì mình sẽ có được một gương mặt có thể tự tin hơn khi mà mình để mặt mộc. Của khách hàng là hai lần Detox Laser Extra và một lần Bico Triple Wide. Khách hàng ngay sau làm Bico Triple Wide, mọi người có thể thấy những cái vấn đề khách hàng trước đây là before, những cái đốm nâu rất là nhiều hai bên má, lỗ chân lông to và da hơi sần. Ngay sau làm Bico Triple Wide, mọi người có thể thấy bề mặt của khách hàng những đốm nâu hoàn toàn đã cải thiện rất tốt, lỗ chân lông nhỏ hơn, bề mặt da nhìn mướt hơn,
nhưng mà có vấn đề là một chút xíu hơi hồng gian ngay sau đi laser triple wide. Nhưng vấn đề này chỉ cần 1-2 ngày mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Gia Hanh, trong lúc làm em cảm giác như thế nào Gia Hanh? Dạ, trong lúc làm thì em cảm thấy rất là bình thường, không có cái cảm giác là nóng hay là rát gì hết. Cảm thấy rất là dễ chịu. À, cái quy trình làm Bico Triple Wide này trước khi làm cắt phải được cụ tê 40 phút. Và đồng thời cái tia của Bico Triple Wide rất nhẹ trên bề mặt da cho nên hoàn toàn khách cảm thấy rất là thoải mái, không đau. Và sau khi làm em thấy happy với vấn đề được cải thiện và tình trạng da mình được tốt hơn nhiều, em thấy happy nhiều không? Dạ, em cảm thấy rất là vui bởi vì da của em á, em không có tự tin bởi vì có rất là nhiều tàn nhang cũng như là những cái lớp sần sùi ở trên da của mình á. Còn bây giờ thì là sau một lần điều trị nhưng mà da của em đã hết những cái tàn nhang nên là làm cho em cảm thấy là da mình trở nên là sáng hơn, tươi hơn. Với lại là không có tàn nhang thì da mình nhìn nó đẹp hơn nữa. Rồi, mọi người có thể nhìn so sánh before của khách hàng trước khi điều trị đây nha. Đây, những vấn đề gì ở đây, da hơi sần hơn. Và ngay sau cái liệu trình mà khách hàng đã hoàn tất xong hai lần cái giải tóc laser extra trước đó và lần này là Bico Triple Wide, thấy rất là đẹp. Mọi người có thể so sánh trước và sau. Đây, những đốm hâu da hơi sần và sau cái liệu trình Bico Triple Wide rất là đẹp. Đây là cái chìa khóa vàng trong công nghệ Bico Triple Wide và mọi người có thể thấy nó nằm ở ngay cái đầu focus. Mọi người thấy cái đầu focus đây, tác dụng của cái đầu focus này là nó sẽ hội tụ năng lượng lại gấp 20 lần để đánh bật những cái đốm nâu ở sâu trong da và giúp phá vỡ những cái đốm nâu này rất là nhanh và làm cho da được cải thiện rất tốt nhưng không gây tổn thương da và không cần phải nghỉ dưỡng. Đồng thời thời gian điều trị nhanh hơn, không phải mất số lần nhiều như những công nghệ thông thường trước đây và giúp cho hiệu quả được cao và đẹp hơn. Vấn là có chị Trâm luôn, chị Trâm tư vấn cho em. Xong rồi là em có chốt một cái gói, đó là gói Pico Triple Wide 2 buổi với lại là 1 buổi với lại là Detox Laser Extra 2 buổi. Thì hai cái buổi đó là để em bắn tàn nhang đúng không? Dạ, đúng là rồi. mình có một cái tàn nhang di truyền hai bên bánh má ở trên. Dạ. Đúng chưa? Mà sao hôm nay là thấy biến mất rồi ha? Dạ đúng rồi, sao? Em đi điều trị xong á thì bây giờ da em nó mất những cái tàn nhang luôn. Bây giờ là rất là tự tin luôn á chị. Da đẹp. Nói chung là như vậy nè, có nghĩa rằng là cái phương pháp này là cái phương pháp mình sẽ bắn bay tàn nhang tức thì cho em luôn. Thì cũng giống như là ban đầu á, thì là Trâm cùng với Ruco Team và các bác sĩ đã tư vấn cho Hân là sử dụng phương pháp Detox Laser Extra để mà mình sử dụng cái bước sóng laser bắn bong luôn những cái đốm tàn nhang li ti trên mặt của Hân. Thì cái phương pháp này thì chị cũng có chia sẻ rồi là em sẽ làm hai lần. Nhưng mà ví dụ giống như là cỡ khoảng tầm 2 tháng 3 tháng mà em thấy là khi tàn nhang xuất hiện trở lại nhẹ nhẹ thì mình có thể tái sử dụng lại. Tại vì một lần làm á, mọi người biết không, là cái phương pháp này Detox Laser Extra bắn bong tàn nhang thì chỉ với giá là 3 triệu đồng là chúng ta đã có thể bắn hết tất cả những cái đốm tàn nhang ở trên mặt của Hân rồi. Thì nếu như mà khoảng 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là tới 4 tháng chị nghĩ như vậy mà khi xuất hiện lại thì lúc đó em với cái chi phí như vậy thì em cũng cảm thấy là không quá cao đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì em nghĩ là bắn mình nếu mà hết tàn nhang thì chi phí nó sẽ rất là cao. Nhưng mà với chi phí này em thấy nó khá hợp lý, với lại là đánh bay sau lần đầu điều trị nữa nên em cảm thấy rất là hài lòng. Thì sẵn đây cũng chúc mừng em vì em đã thành công sau khi mà em tin tưởng và chịu đầu tư gói Detox Laser Extra 2 buổi. Rồi bên cạnh đó chị nghe là ngoài cái tàn nhang bé còn bị giống như là lỗ chân lông to và da hơi có cái lớp sừng hóa hơi dày một tí xíu đúng không? Và lúc nào nhìn nó cũng thô ráp đúng không? Thì em đã làm phương pháp Bico Triple Wide để mà em clear sạch sẽ
sẻ tất cả những cái sừng hóa trên da, và thậm chí là gần như cái lỗ chân lông của mình là biến mất 70-80% chỉ sau một lần, đúng không? Thì sẵn đây em có thể chia sẻ với các khán giả của Truco Beauty Show là em cảm nhận như thế nào và bất ngờ ra sao khi mà em đã làm xong cái hai cái phương pháp Detox Laser Extra và Bico Triple Y tại Truco. Dạ. Thì lúc đầu thì em cũng hơi là băn khoăn, tại vì em cũng chưa có nghĩ là một lần mà có thể xóa được tàn nhang nữa. Nhưng mà sau khi được bạn chị Trâm tư vấn và khi mà được điều trị thì lần đầu thì em cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì em cảm thấy là các bạn có thể thấy là da của Hân bây giờ là tàn nhang đã bay mất rồi, và da nó cũng trở nên là sáng hơn và nó khỏe hơn nữa. Nên bây giờ rất là tự tin về bản thân của mình. Và bây giờ chị thấy là em đi ra đường em cũng chỉ make up nhẹ thôi, chứ không có còn make up đậm như lúc trước nữa. Thì trước kia thì da của em nó xỉn màu á chị, và bên cạnh đó là da không có điều màu nè, rồi lại lỗ chân lông to, tàn nhang nữa. Thật ra mỗi lần đi ra đường make up đậm mình cũng cảm thấy rất là mất, không có tự tin về bản thân của mình ấy. Nhưng mà bây giờ thì make up nhẹ và lại thấy tự tin hơn rồi. Thì thật sự mà nói Hân rất là khó tánh nha mọi người. Cái lúc mà Hân vào Ruco thì thật sự là Hân chỉ có nói là da của em là có vấn đề như vậy vậy, và Hân chỉ muốn là làm những cái đó thôi. Khi mà giống như là bộ phận sale các chị tư vấn thêm thì Hân cũng nói là thôi, chỉ thích làm những cái liệu trình nào mà nhanh gọn, tại vì là muốn biến mất liền những cái tàn nhang trên mặt thôi. Nhưng mà sau một hồi nữa thuyết phục khi mà thấy da có lỗ chân lông nè, có dầu nhiều nè, thì lúc đó là Ruco thuyết phục thiệt lắm ha, thì Hân mới chịu làm Bico Triple Y. Đó là cái trẻ hóa da toàn diện một lần là đã có thể thay đổi và gần như là cải thiện cái nền da từ 70-80% rồi ha. Với đầu focus của Bico là quá tuyệt vời, đúng không em? Giống như chị nói với em cái lúc đó là trẻ hóa với đầu focus là 70-80% biến mất lỗ chân lông, thì bây giờ em thấy là gần như là chị Trâm nói không hề sai, đúng không? Thì cô gái này mới nói là Trâm có xin Hân là cho có thể quay một tập YouTube tại Ruco Beauty Show hay không. Thì Hân có nói như vậy, Hân nói là nếu như mà sau 2 buổi bắn Detox Laser Extra mà em có thể bay mất được cái tàn nhang của em là 80% ít nhất, thì em sẽ chấp nhận cho chị Trâm có thể kết hợp cùng với em để chia sẻ câu chuyện này đến với tất cả khán giả của Ruco Beauty Show. Thì ngày hôm nay thì thật sự đã thành công rồi, đúng không? Rồi ok. Yeah một cái nha. Ok rồi, thì bây giờ cảm ơn em nha. Rồi tí nữa ai sẽ tới đó? Bạn trai em tới đó. Vậy hả? Dạ. Ủa là mỗi lần mình đi làm như vậy là bạn trai đưa đi hả? Bạn trai cưng quá ha. Dạ đúng rồi. Mới vừa nhắc luôn. Ok, thôi không làm phiền nữa. Dạ, nha. Chúc các chị em về nha. Ok, ok, các bạn trong bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ chăm sóc em nha. Dạ. Rồi có gì sẽ book lịch cho em tới để mà bảo dưỡng da nha. Dạ. Rồi nhớ giùm nha, có tư vấn thơm ác ép lý rồi đó. Dạ. Suy nghĩ nha. Bye. Hẹn gặp lại chị nha. Bye bye, bye bye. Dạ. Hello mọi người, và bây giờ thì mình xin nhắc lại nha, là khi mà chúng ta xuất hiện những đốm tàn nhang ở trên má hoặc bất kỳ nơi nào ở trên face hoặc là trên body của mình mà mình muốn bắn bông, thì chúng ta hãy nghĩ ngay đến phương pháp Detox Laser Extra tại Ruco. Thì mỗi tháng mình sẽ làm một lần, thì thường là khoảng 1-2 lần thì tàn nhang sẽ bay mất gần như là 80-90%. Bên cạnh đó, khi mà mình có một làn da mà có lỗ chân lông to nè, nhiều dầu nè, và có lớp sừng hóa dày ở trên gương mặt, thì chúng ta hãy nghĩ ngay đến đó là phương pháp mới nhất tại Ruco, đó là Bico Triple Y Focus nha mọi người. Là chúng ta sẽ dùng đầu Focus của Bico để mà chúng ta sẽ quét sạch sẽ những cái sừng hóa trên bề mặt da, thu gọn lỗ chân lông một cách triệt để từ 80-90% chỉ sau một lần. Nếu như mà cơ địa đáp ứng tốt. Ok, tạm biệt tất cả các khán giả của Truco Beauty Show, và xin hẹn gặp lại mọi người vào chương trình Truco Beauty Show tại kênh YouTube chính thức của Truco International Clinic. Tạm biệt.